Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dưới sự chủ trì của ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp vào chiều nay 25 tháng 9 để nghe báo cáo về diễn biến mới dịch bệnh ở huyện Đất Đỏ. Các ca dương tính với COVID trú tại huyện Đất Đỏ được phát hiện ngay tại Bệnh viện Bà Rịa ngày 24 tháng 9. Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24 tháng 9, ngay sau khi nhận được tin có một ca F0 ngụ ở huyện Đất Đỏ và được phát hiện tại Bệnh viện Bà Rịa qua xét nghiệm nhanh, ngay lập tức huyện Đất Đỏ đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực liên quan và tổ chức truy vết, cách ly các F1, F2. Được sự hỗ trợ của CDC tỉnh, địa phương cho lấy mẫu toàn bộ 17.000 dân ngay trong ngày để bóc tách mầm bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Đất Đỏ ghi nhận 4 ca COVID-19 sau 31 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Tiến hành điều tra dịch tễ, địa phương chưa xác định rõ nguồn lây, nhưng nghiêng về khả năng mầm bệnh bám trong hàng hóa. Bởi khu vực xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới, có rất nhiều hộ dân chăn nuôi vịt, hàng ngày mua bán trứng vịt và nhập cám thực phẩm nuôi vịt từ các địa bàn có xe tải vận chuyển hàng hóa di chuyển khắp nơi. Trong khi đó, tài xế và phụ xế xe hàng qua xét nghiệm nhanh đều có kết quả âm tính với COVID. Xác định đây là ổ dịch tương đối phức tạp, ngoài việc phong tỏa toàn bộ khu vực, huyện Đất Đỏ đang tiếp tục truy vết F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm theo phương thức mẫu gộp 5 ngày một lần để phát hiện và bóc tách mầm bệnh ra khỏi cộng đồng.